Chào mọi người, hôm nay mình sẽ review công trình đang làm móng, đập đầu cọc và làm móng. Thì hôm nay mọi người sẽ một số kỹ thuật cũng như là cái quá trình để làm cho mọi người tham khảo. Rồi, cảm ơn mọi người. Mình bắt đầu tham quan ha. Chào anh. Dạ, anh có thể cho ít một số thông tin về công trình của mình không? Đầu tiên là anh tên gì anh ha? Mình là Đại. Anh là Đại. Dạ. Quản lý thi công ở bên quản lý thi công. Hôm nay qua kiểm tra công trình của kỹ sư vay đồi đang thi công. Hiện tại là mình đang trong giai đoạn gì anh ha? Hiện tại đang vào giai đoạn thi công hồ móng. Làm móng. Dạ. Yeah. Đập đầu cọc. Đầu cọc thì mình đập rồi. Hiện tại là các công tác đang xây hồ móng. Dạ. Yeah. Thì anh cho em hỏi là cái này mình đang có, em thấy có nước nè. Đúng rồi. Dạ. Yeah. Mà nước này để làm gì anh ha? Tại vì hiện tại ở cái địa bàn ở này cái mực nước là nó đang bị cao. Với lại ở đầu kia nó đang thi công cái cổng thoát cho thành cầu ấy. Nó tắc nghẽn nên phân thoát nước. Cho nên hiện tại nước ở đấy nó không thoát được, nước ở đấy là ngoài thành phố nó trào ngược vào. Thì yeah. thì công tới đâu ví dụ nó bị vướng mình sẽ hút đi. Dạ, yeah. Em thấy cái tường xéo này là gì anh hả? Công công quẹo quẹo là đây sao? Đây là cái gạch xây cốt pha của cái đài móng. Gạch xây cốt pha của đài móng. Một là cái nhà mình sau này nó thành khuôn như thế này luôn. Sau này mình sẽ đổ bê tông vào những cái hồ móng này. Đổ những bê tông vào những cái chỗ này. Nhưng mà nhà mình nếu mà như diện tích như thế này rất là nhỏ đúng không anh? Không, nó ở đây là mặt bằng tương đối chuẩn so với cái diện tích. Cái nhà này là làm theo bộ hồ sơ thiết kế đúng không anh? Đúng rồi. Dạ. Hồ sơ thiết kế là gồm vị trí móng miết này nọ hay sao anh? Đúng rồi, ở trên nó có thể hiện về kích thước vị trí của đai móng, giăng móng luôn. Tức là kết cấu cái phân khung móng thì nó thể hiện hết trên bộ hồ sơ thiết kế. Dạ. Em có thấy ở đằng kia nó có những cái cột móc như thế đó là mình chưa làm tới hay sao anh? Có cái bộ cái cột ở giữa đúng không? Đúng rồi, bốn cột ở giữa anh. Cái cột đó là bộ cái cột để sau này mình treo cái hầm phân lên. Tại vì khu này đất nó yếu cho nên mình phải treo vào cái hệ kết cấu của cái móng luôn cho nó vững chắc cái hầm phân. Treo lên luôn. Treo lên cái kết cấu của cái móng luôn. Treo lên kết cấu của cái móng. Là mình để cho nó an toàn hay sao? Đúng rồi, để nó đảm bảo là nó không bị trôi, không bị sụp đổ ở cái nền đất này, tại vì nền đất nó yếu. Nó có nguy cơ bị lún, bị sụp, nó bị vỡ cái vách ra. Với lại em thấy những cái tường này mình có những cái hiệu 2m5R rồi 5000 là sao anh ha? Đấy là những cái ký hiệu lúc mình đi vì tìm cọc đấy. Khoảng cách ví dụ như 2m5 ở đây là ránh lồi dưới vào, ránh lồi dưới từ đây vào đằng kia là 2m5. Còn ví dụ 5m kia là khoảng cách từ trục 1 tới trục 2 theo cái bản vẽ thiết kế mà bên mình thiết kế đấy. Dạ. Hiện tại công trình của mình là đang có cái cô chú ở đây làm. Thì dự kiến là khi nào xong cái quá trình này? Quá trình này dự kiến đúng một tuần nữa sẽ tiến hành đổ bê tông cái phần móng này. Đổ bê tông phần móng. Dạ. Thì đổ bê tông phần móng này sẽ mất bao lâu thời gian để mình tiếp tục công việc tiếp theo là công việc gì ạ? Sau khi đổ phần móng thì ngay tiếp theo mình sẽ tiếp tục là gia công cốt pha, cốt thép với đổ bê tông cột luôn. Cột trệt lên lầu 1. Nghĩa là sao? Mấy cái nước như thế này nè, em cũng thắc mắc một chuyện là nước ngập như thế này mình làm xong mình có múc nước ra tạt không anh? Chứ trước khi mà mình đổ bê tông móng mình sẽ hút cái phần nước này ra. Đổ bê tông móng là sẽ hút phần nước này ra. Đúng rồi. Còn em thấy cái đá màu xanh xanh nó khác đá bình thường, mình để làm gì anh ha? Cái đá này là gọi là đá lăm lẽ đá 46. Tức là mình lăm lẽ ở dưới kia giăng móng đấy. Đá dưới giăng móng. Lăm lẽ cái lớp bê tông lăm lẽ ở dưới giăng móng. Anh có thể nói cách nào cho một ví dụ một người bình thường ở đây hiểu được không? Tại vì tức là cái lớp lăm lẽ là làm như thế nào? Lớp lăm lẽ này là mình chỉ tạo cái bề mặt bằng phẳng ổn định để mình đổ cái bê tông giăng móng và đai móng lên thôi. Nó đảm bảo bên mặt bằng phẳng, không bị nghiêng, không bị lún sụp. Đúng. Nên là mình đổi cho nó bằng là mình làm cho nó chắc luôn. Đúng rồi, cho vững chắc cái bề mặt ở phía dưới. Vậy là người ta gọi là làm le. Lăm le. Lăm le. Lăm le đá 46. Lăm le đá 46. Trong hồ sơ thiết kế người ta viết những từ chuyên môn khó hiểu ha. Dạ. Thì chắc ngoài này ra thì nó vẫn còn nhiều hạng mục. Cái này là do chủ đầu tư đồng ý cho mình làm cái bản vẽ chuẩn của đối với công ty. Đúng rồi. Hay sao anh? Hay là bản vẽ của khách hàng, mục đích của khách hàng đưa ra mình có tư vấn gì để cho tức là khách hàng sẽ đưa ra cái nhu cầu về công năng sử dụng, bên mình sẽ tư vấn về công năng sử dụng và dựa vào cái công năng sử dụng đó mình sẽ thiết kế phần kết cấu. Dự kiến là mình xong toàn bộ công trình này khoảng mất bao lâu thời gian anh? Đúng là 4 tháng rưỡi. 4 tháng rưỡi, quy mô nhà này như thế nào anh ha? Quy mô nhà này trệt 2 lầu sân thượng, mái bê tông cốt thép. 2 lầu sân thượng, mái bê tông cốt thép. 4 tháng rưỡi là nó mới xong phần thô thôi đúng không? Đúng là hoàn thiện bàn giao nhà luôn đấy. Hoàn thiện bàn giao nhà luôn 4 tháng rưỡi thôi. Đúng rồi. Vậy là khoảng tầm 150 ngày.
Nó là 135 ngày. 135 ngày. Có thể do ảnh hưởng thời tiết hoặc là nghỉ lễ gì là phát sinh thêm 10 ngày. Là khoảng ha, rồi cũng tầm là 5 tháng. 150 ngày rồi. Vậy là một công trình nó cũng mất hơi khá cũng khoảng tầm nửa năm. Rồi, vậy chắc em cũng cảm ơn anh đã dành một chút thời gian quý báu cho để nói về cái quá trình làm móng và tim cọc đúng không ta? Đây là đập đầu cọc và xây đập đầu cọc và xây hộ móng, lâm le đầy móng. À, những cái kỳ hiệu mà nó hiện hữu công trình đấy, nhiều người vào không hiểu. À, vậy là có bản vẽ hết luôn, có một hồ sơ bản vẽ hết luôn. Dạ rồi, em cảm ơn anh. Dạ. Dạ. Anh ơi, đây là công trình của nhà mình đúng không anh? À, đúng rồi. Dạ. Anh tên gì anh ha? À, anh tên Đặng Ngọc Ngã. Anh Ngã. À, dạ. Thì hiện tại là mình là chủ đầu tư của công trình này. Và những công việc mà khi anh bắt đầu công trình á, thì anh có những ý sơ bộ như thế nào để hoàn thành bộ hồ sơ bản vẽ để mình tiến hành tới bây giờ mất khoảng bao lâu thời gian của mình? À, cái thời gian bản vẽ thì bé Trang nó làm trong vòng khoảng 20 ngày. 20 ngày? Ừ, là cái bản vẽ là chi tiết sơ khảo đó, còn cái đó là chưa có hình ảnh ba d đó, là sơ khảo móng rồi đó. Tại nhà mình là vẫn là có nội thất không? Có nội thất ba d nội thất không? Có em. Nhưng mà nội thất thì nó đang liên hệ với anh chưa? Dạ, hiện tại nội thất chưa có ai liên hệ mình hả hay sao? Có liên hệ rồi mà nó hiện anh mai mốt nhiều quá. Anh hiện tại là mình đang ký gói cao cấp hay là gói thông dụng? Anh làm gói cao cấp. À, gói cao cấp luôn. Dạ. Mà vậy là không, anh bên đây là anh phòng thô không à? Công trình là không thô. Dạ. Công an thì là mình tự cung cấp. Đúng rồi, toàn cung cấp rồi. Dạ. Công là của mình. Dạ rồi, dạ. Nội thất thì chắc mình để ở để cho thuê anh. Không, ở em. Để ở đúng không anh? Vậy là nội thất mình phải đầu tư cho xịn xòi rồi. Thấy khu này cũng gọi là an ninh lắm. Dạ. Nhà này mình dự kiến là 5 tháng nữa là chắc cũng cận Tết luôn rồi, đúng không anh? Vậy tới thời điểm này là mình phải chuẩn bị mọi thứ hết rồi. Cái này nó mất khá thời gian của anh hay là anh cũng đã suy nghĩ khi một công ty để anh uy tín để anh làm việc? À, tại vì anh cũng đi đi về công ty anh cũng có người quản lý. Dạ. Thì anh làm việc với công ty Thiết Thạch đó, là anh mất khoảng bao lâu để anh ra anh gọi là chốt được cái ý tưởng của mặt bằng? Thì anh làm việc với Quốc thì cái thời gian đó có khoảng chung anh cũng gần 30 ngày. 30 ngày. Cũng chốt là thế nào thế nào. Dạ. Nhà mình thì cái giá hiện tại á nó có khá cao so với thị trường hay là nó hiện tại hơn? Thì nó cũng tương đương như thị trường. Tương đương như thị trường à? Thì nó cũng tương đương như thị trường nhưng mà đúng hợp đồng thì như thế nào thì mình cứ sẽ làm coi như thế đó thôi. Dạ. Lý do nào là mình chọn công ty Thiết Thạch anh ta? Nói chung là anh muốn làm công ty cho nó ổn với nó ok hơn, cho nó có nghĩa là nó làm như thế nào mà cho nó hoàn thiện hết một công trình mà không có dưới mặt cái gì giao hết cho nó dễ làm. Dạ. Chứ còn mà giao công ty ngoài thì nhiều lúc lẻ lẻ anh cũng không được tin gì mấy. Mấy công ty nhỏ nhỏ thì cũng nguy hiểm đúng không anh ha? Dạ. Vậy thì cảm ơn anh đã cho em một chút ý kiến tham khảo về công ty của công ty Thiết Thạch. Và công trình mình thì chắc anh cũng có hài lòng chứ hay là anh có không hài lòng gì không anh? Để cho em biết thì nó cũng mới có dàn móng thì cũng ok, cũng đang tiến hành làm. Dạ, cũng đúng tiến độ gia đình mình đúng không anh? À, ok. Dạ rồi, dạ. Vậy em cảm ơn anh Ngọc, anh Ngã. Cảm ơn. Dạ, chào.